Thưa quý vị, rối loạn lo âu, trầm cảm, kiệt sức trong công việc và cuộc sống là những vấn đề tâm lý mà nhiều bạn trẻ ngày nay đang gặp phải. Với không gian yên tĩnh, thoáng đãng, công việc đòi hỏi sự tập trung và tính sáng tạo, hoạt động làm gốm đã mang đến những trải nghiệm mới cho nhiều bạn trẻ, giúp giải tỏa căng thẳng tâm lý. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về cách mà người trẻ tự chữa lành vết thương tâm hồn từ gốm quý vị nhé. Xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân trong hoạt động làm gốm, anh Võ Thanh Tài đã thành lập cửa hàng thủ công mỹ nghệ Hiền Concept, nơi diễn ra các hoạt động làm gốm truyền thống với mong muốn đưa gốm đến gần hơn với mọi người. Gần như mọi người có một cái rào cản rất lớn trong câu chuyện gốm này dành cho nghệ nhân, và sự sáng tạo này phải nghệ nhân mới làm được. Thì cái mà muốn đưa ra cái một mô hình nó chỉ là một cái sân chơi cho mọi người tới đây để kết nối với bản thân, chữa lành tâm hồn và tạo ra một cái tác phẩm sáng tạo mang dấu ấn nghệ thuật riêng của mỗi người. Gần một năm hoạt động trong lĩnh vực trải nghiệm, hướng dẫn làm gốm, Hiền Concept đang là một trong những điểm đến lý tưởng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Anh Tài cho biết, mọi công đoạn trong quá trình làm gốm đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính sáng tạo cao. Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến những rủi ro cho sản phẩm khi hoàn thành. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm một shop ở bên mình á. Mình cũng bình thường đi làm cũng khá là nhiều công việc á. Thì mình cảm thấy là đến đây thì các bạn đều rất là nhiệt tình. Cũng như là các cái công đoạn làm gốm thì nó rất là đơn giản. Và mình cảm thấy là mình có tiềm năng để ra được cái sản phẩm mà mình mong muốn nhất. Tạm xa rời các thiết bị điện tử, gác lại những bộn bề trong đời sống thường ngày, tận hưởng khoảng thời gian lắng đọng bên người thân, bạn bè là điều mà các bạn trẻ đã có được khi tham gia hoạt động này. Khi mà mình làm gốm thì mình chỉ tập trung vào cái việc làm gốm thôi, mình không có bấm điện thoại nhiều. Hàng ngày thì mình phải đi học, rất là nhiều việc khiến mình stress. Tới đây thì khiến cho mình thấy rất là thoải mái. Ngày nay, không phải vấn đề tâm lý nào cũng cần được điều trị tại phòng khám tâm lý. Điều quan trọng là phải kết nối với bản thân thành công, nhận diện ra những vấn đề mà bản thân đang đối mặt. Từ đó có cách khắc phục những vấn đề tâm lý một cách hiệu quả và phù hợp. Bản thân là một người làm chuyên môn, tôi đánh giá rất là cao những hoạt động của các bạn làm gốm, vẽ tranh, làm đất sét, những cái hoạt động. Thì trong quá trình mà các bạn làm hoạt động đó sẽ là một cái cầu nối để các bạn hiểu về bản thân, kết nối được, giao tiếp được với chính mình, có thể nhận diện ra những vấn đề mà có thể trong cuộc sống thường nhật với mạng xã hội, với những công tác các bạn không nhận diện ra được việc đó. Vậy thì những cái hoạt động này tôi tin rằng nó có thể góp những cái phần lớn hoặc là những phần bổ trợ trong quá trình phục hồi những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần của các bạn. Cuộc sống ngày càng phát triển, kèm theo đó là những áp lực ngày càng lớn. Do vậy, các vấn đề về sức khỏe tinh thần cũng cần được quan tâm và chú trọng nhiều hơn. Những mô hình hoạt động với thông điệp chữa lành như làm gốm hay vẽ tranh, tu tượng, làm nến thơm sẽ ngày càng phổ biến trong thời gian tới.